Đuổi theo. Nhạc chính Dũng. Tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Vẫn chưa xong hay sao Lập Hạ? Bộ phim Vệ sĩ xinh đẹp nhịp tim phùng phùng. Tôi đã từng giành được huy chương giải bắn tỉa trước đây. Sao có thể thua đậm như vậy được? Không phải lúc này, thua lại còn thua. Không phải lúc này. Nhàm chán. Ai thua chứ, tôi không thua. Nói qua nói lại chỉ phí hơi. Nhạc Chính Dũng, anh sao có thể làm như vậy chứ? Điện thoại thì không tắt tiếng. Tôi cũng không muốn. Tôi hiện giờ đang phát điên lên đây. Cô có biết không? Cậu làm sao? Điện thoại hỏng rồi à? Học lớp thì sao? Nhạt nhẽo nhất. Một đám người nửa sống nửa chính tụ hợp lại với nhau. Chỉ muốn biết bạn dạo này khỏe không. Tôi nói này, Đại tiểu thư, bạn học cũ của tôi học lớp là để hoài niệm về quá khứ. Hoài niệm từ này chỉ được dùng bởi đám người các anh mà thôi. Muốn gặp lại mối tình đầu thì cứ việc nói. Cái gì mà hoài niệm? Nhạc Chính Dũng, anh thực sự muốn đi để gặp mối tình đầu đấy à? Nhạc Chính Dũng thân yêu của tôi ơi, anh đang giễu người ta đấy à? Thích người ta thì cứ nói, không có gì phải xấu hổ hết. Đáng ngờ, rất đáng ngờ. Càng dội dội vàng càng lộ rõ. Tôi xin cô đấy, Đại tiểu thư, cô có thể đừng phiền phức được không? Lộ rõ cái gì? Lộ cái gì? Chị bác, chị Hinh sẽ không thích anh Vũ đâu, đúng chứ?
Chính Vũ. Anh là ai? Tôi là David đây. Cái gì David? Đây là Đại Phi. Đại Phi, đúng. Đại Phi lúc nhỏ đây, phải không? Đúng rồi. Sao thế? Cậu thay đổi rồi. Người ta mới đi làm mũi. Làm mũi Hàn Quốc? Đâu có. Cậu ấy đi Thái Lan. Cậu đừng có nói rằng. Đúng rồi. Lan Thinh đâu? Sao không tới? Cậu vẫn chưa biết sao? Nhà cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Công ty cha cậu ấy phá sản rồi. Cậu mắc bệnh nặng nữa. Mẹ cậu ấy đi xe bị tai nạn qua đời rồi. Cậu ấy giờ sao rồi? Còn sao được nữa? Người ta là một diễn viên mới chấm nở. Người theo đuổi rất là nhiều. Cậu hiểu chưa? Chính Dũng. Sao giờ cậu mới tới? Sao thế? Không sao. Không đúng. Cậu chắc chắn xảy ra chuyện. Đừng sợ, nói với tôi đi. Tôi hiện giờ có thể bảo vệ cho cậu. Chính Dũng, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi. Theo dõi cậu. Làm gì có. Có phải cậu mệt rồi qua mắt không? Cũng có thể vậy. Không phải tầng trên đang học lớp sao? Sao lại xuống đây? Cậu không phải cho cậu vắng mặt sao? Tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Nên chuẩn bị đi. Nhưng mà cậu tới rồi. Đi, cùng cậu lên trên. Thôi đi, thôi đi. Tôi biết họ cũng chẳng nói gì tốt đẹp về tôi đâu. Thực ra hôm nay tôi vốn dĩ là muốn tới gặp cậu. Bây giờ tâm nguyện của tôi đã thành sự thật rồi. Và tôi cũng chuẩn bị về đi. Tôi cảm thấy mệt một chút. Thế này đi, tôi đưa cậu lên xe có được không? Vừa hãy giúp cậu kiểm tra một chút, xem có thật là có người theo dõi cậu không. Tôi giúp cậu bắt hắn ta lộ diện. Cảm ơn. Đi thôi. Thực ra đã rất lâu rồi, tôi thường nhận được thư nặc danh với cả Qua. Hắn ta nói rằng hắn ta là người bảo vệ Qua của tôi. Tôi thường cảm thấy có người theo dõi mình. Theo dõi cậu. Cũng có khả năng là tôi nghĩ nhiều thôi. Chỗ này vẫn nên cẩn thận một chút. Đợi một chút. Tôi kiểm tra một chút. Chính Vũ, ghế sao lại có Qua? Qua? Sao lại có Qua? Là Qua cậu đặt trong xe à? Không phải tôi mua. Lúc tôi xuống xe còn chưa có. Nhất định là có biến thái. Mở cửa xe ra. Được.
Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà. Không vấn đề gì. Đến lúc nào cậu cần, tôi sẽ cung cấp cho cậu các dịch vụ bảo vệ. Một diễn viên nhỏ như tôi làm sao cần vệ sĩ chứ. Đừng nói vậy, cậu cứ khiêm tốn. Năm đó nếu không có cậu, tôi bây giờ không biết thành ra như nào nữa. Đấy là chuyện cách đây lâu như vậy rồi, cậu còn nhắc tới làm gì? Cứu mạng! Cứu chúng tôi với! Cứu mạng! Phòng này. Đợi đã. Sao thế? Cậu đổi mã bao giờ chưa? Chưa. Sao thế? Sao thế Chính Vũ? Sao đèn lại hỏng hết rồi? Cậu xem. Lúc ra ngoài không đóng cửa đúng không? Có thể tôi quên đóng. Cậu ngồi trước đi, tôi đi thay quần áo. Cậu ngồi đi. Tối đen như mực. Không phải cũng tốt sao? Không phải gì cũng tốt sao? Nhà đầu ngốc này. Uống nước đi. Cái đó, nghe bạn học nói ba cậu bị bệnh à? Sao rồi? Là như vậy. Mỗi tuần phải lọc máu 3 lần. Tôi hiện giờ một thân một mình. Tôi phải đi kiếm tiền. Không chăm sóc được ông ấy, chỉ có thể để ông ấy ở bệnh viện. Nhưng ông ấy hiện giờ tinh thần tốt lên rồi. Nhưng để chữa khỏi có lẽ là không thể. Không ngờ cậu lại phải trải qua khổ sở tới vậy. Không sao,
tôi quen rồi. Đúng rồi, tôi có một email quên gửi. Đợi tôi một chút nhé. Cậu bận thật đấy. Trời ơi, sao lại như vậy được chứ chính chủ? Thinh Nhi, cậu luôn bị người ta theo dõi. Tối nay đừng ở đây nữa. Thay quần áo đi, đi cùng tôi. Nhanh. Trông thật đẹp. Hi. Chị, chị được diễn như vậy à? Thật ra công ty em trước đây cũng có rất nhiều khách hàng là minh tinh, nhưng em chưa từng thấy qua chị diễn. Lập Hạ, làm gì thế? Em đang nói chuyện cùng với chị ấy. Đi luyện tập đi. Chút nữa nói chuyện sau nha chị. Ngủ ngon không? Ngon. Thật ngại quá. Để cậu ở cả đêm. Nếu không có cậu, tôi không biết phải đi đâu nữa. Chính chủ, trong nhà đã kiểm tra qua rồi. Ngoài trừ virus trong máy tính, máy ảnh từ xa, không tìm được thứ gì khác. Không có thiết bị nào theo dõi sao? Không còn. Vậy tôi yên tâm rồi. Cảm ơn cô. Yên tâm đi, họ rất chuyên nghiệp. Có chút chuyện đâu tới nỗi. Không phải, tôi vừa nói xong họ rất chuyên nghiệp. Chị lại nói với tôi lời này. Virus máy tính này là trước đây đã có rất lâu rồi, sớm đã bị loại bỏ rồi. Hiện giờ bất kỳ phần mềm chống virus nào cũng có thể kiểm tra. Tôi thấy chính là có người tự mình muốn nói chuyện video với người khác, quên tắt máy ảnh thì có. Sao lại nói vậy chứ? Như vậy đó, chị đã kiểm tra địa chỉ bên kia như tôi yêu cầu chưa? Tôi đã kiểm tra. Quang Hinh, đi. Chính Dũng, tôi hôm nay phải tới bệnh viện thăm cha. Tôi đi trước đây. Tôi đi với cậu. Không sao, cậu còn có việc bận mà. Được rồi, cậu bây giờ là tâm điểm chú ý của tôi. Đi thôi. Cảm ơn cậu Chính Dũng. Đi thôi. Bệnh viện Đại Lầu. Lâu như vậy rồi, sao một mình cậu chăm sóc cha vậy? Hoàn cảnh nhà tôi như vậy đó. Tất cả họ hàng đều đã tránh hết. Không có ai tới chăm sóc ông ấy. Năm ngoái, lúc mà ông ấy bị bệnh, tôi phải trả viện phí 10.000 đô. Tôi nói với cậu cái này làm gì không biết. Là do tôi không tốt. Tôi lẽ ra nên chủ động liên hệ với cậu mới đúng. Chuyện này sao có thể trách cậu được? Tôi sớm đã quen rồi. Tất cả mọi chuyện trên thế gian, phiền phức của bản thân, tôi tự mình có thể giải quyết. Không phải sao? Thình Nhi, sau này chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Tôi giúp cậu. Rất có khả năng người này đang cố tình chơi thâm Lan Thình Nhi. Có loại người này à?
Cố ý đối với người mình thích tạo ra cảm giác khủng hoảng, thỏa mãn sự chiếm hữu và muốn kiểm soát của bản thân, tâm lý méo mó. Nếu thật là có loại người này, để hắn ta biết có người bảo vệ Lăng Thanh Nhi, rất có khả năng là sẽ làm điều đó quyết liệt hơn. Không được, Lập Hạ, như vậy đi, tối nay cũng đi đón Lăng Thanh Nhi, đưa cô ấy về nhà. Được, đợi đã. Lăng Thanh Nhi có yêu cầu chúng ta bảo vệ không? Cô đã ký hợp đồng bảo vệ với chúng ta chưa? Cô ta cơ bản không phải là khách hàng của chúng ta. Anh từng là ngẫu hứng bảo chúng tôi đi bảo vệ cô ấy, căn bản không hợp tình hợp lý. Hiện tại kinh tế của Lăng Thanh Nhi căn bản không đáp ứng được. Tôi hỏi cô ấy nhất định sẽ từ chối. Vậy thì thôi, vấn đề này không cần thương lượng. Lập Hạ, đi nhanh đi. Được. Chị nói xem, Lăng Thanh có đẹp bằng em không? Làm gì vậy? Phản ứng vậy là sao chứ? Làm như em đang hỏi câu ngớ ngẩn vậy. Chuyện này liên quan gì tới đẹp xấu chứ? Được rồi, hai người họ là mối tình đầu. Nhưng Nhạc Chính Vũ cũng quá bất thường rồi phải không? Chăm sóc Lăng Thanh Nhi mọi lúc mọi nơi, em thực sự không hiểu. Thật ra ta sớm đã nhận được Nhạc Chính Vũ. Cậu ấy là cảnh sát đặc nhiệm do cha ta đào tạo, là một nạn nhân của một vụ bắt cóc. Bắt cóc, cha của Chính Vũ lúc đó công việc kinh doanh rất tốt, nên là một số kẻ ngoài dùng pháp luật mới để mắt tới cậu ấy. Lúc đó cậu ấy mới 14 tuổi. Các người làm gì vậy? Ban đầu họ chỉ nhắm vào một mình Nhạc Chính Vũ thôi, nhưng không biết tại sao một bạn học của cậu ấy cũng bị bắt theo. Người đó chính là Lăng Thanh Nhi. Thảo nào. Nên Chính Vũ tuyệt đối sẽ không ngồi bên lề chuyện của Lăng Thanh Nhi đâu. Em hiểu cho cậu ấy đi. Đàn ông cảm thấy tội lỗi là đáng sợ nhất. Xem ra Chính Vũ bị Lăng Thanh Nhi ăn tới chết rồi. Em đang nói gì vậy? Em đâu có nói gì đâu. Em không phải đã phải lòng cô ấy rồi đấy chứ? Phải lòng ai cơ? Nhạc Chính Vũ sao có thể thế được? Không đâu. Chị nhìn gì? Uống cà phê đi. Em có nói gì đâu. Em sẽ không thực sự đồng lòng cậu ta đấy chứ? Cậu đi đâu một lúc vậy? Tôi vừa đi một chuyến tới công ty kinh doanh. Không sao đâu. Nếu mà cậu có việc thì làm đi. Không sao, tôi không bận. Tôi cùng cậu đi nhé. Chính Vũ, thật sự là như thế này. Tôi sợ công ty tôi người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Cậu biết đấy, mặc dù tôi không phải là minh tinh gì lớn lao, nhưng mà công ty quản lý tôi rất nghiêm. Trong quy tắc hợp đồng không thể dính vào chuyện tình cảm. Xin lỗi nhé. Đừng xin lỗi, tôi mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi vì không nghĩ chu đáo. Không đâu Chính Vũ, các cậu chắc hẳn đã làm gì với nhiều minh tinh lớn có phải không? Không ai gặp nhiều chuyện giống như tôi đúng không? Cậu đừng nói vậy. Cậu có rắc rối của cậu, tôi không nghĩ chu đáo rồi. À đúng rồi, còn nhớ cửa hàng này không? Lúc nhỏ ngày nào cũng ăn ở đây. Cậu thích ăn nhất chính là bánh trứng đó. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cậu lần nào cũng gọi hai cái, cho tôi một cái có phải không? Hay là hôm nay như vậy đi, tôi ăn hai cái, cậu ăn một. Không được, nói ngược lại vậy. Hôm nay cậu ăn hai cái, tôi ăn một. Quyết định vậy đi. Này, ngon. Vẫn như gì của ngày xưa. Thank you.
Con ngồi chút đi, đừng đứng nữa. Không sao, đây là công việc của con mà. Công việc cũng đừng đứng như vậy chứ. Ngồi đi. Muốn ăn hoa quả không? Không cần đâu. Vậy con muốn xem tivi một lúc không? Ta muốn đi tắm. Được à? Con ngồi đi. Tốt, rất đẹp. Đúng rồi, cười lại nào. Tốt, phải là cảm giác này. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tắt điện đi một lúc. Chính Vũ, uống nước đi. Cảm ơn. Chán không? Không chán. Tiểu Lực à, chị có thể nói giúp em không? Lát nữa em phải thay quần áo. Chính Vũ, tôi hơi đói. Cậu có thể mua giúp tôi cái gì đó để ăn được không? Đã đói rồi à? Nhưng hay là bảo Tiểu Lực của cậu đi mua đi. Chị đã giúp tôi đi lấy quần áo rồi. Cậu một mình có ổn không? Ở đây nhiều người vậy mà, không sao đâu. Vậy được, tôi đi nhé. Cảm ơn, không có gì. Đây, cảm ơn chị. Vậy em đi thay đồ đi. Đi đi. Ai đó? Sao lại còn chưa ra vậy? Đừng gõ cửa, một lúc thôi. Đừng có gõ cửa nhà vệ sinh. Một nam một nữ không nhất thiết phải làm điều này. Cô làm gì ở đây vậy? Anh già rồi hay quên thế? Không phải anh bảo tôi tới đưa chìa khóa hay sao? Trời ơi, quên mất. Cảm ơn. Cô bị sao vậy? Cô đi trang điểm. Sao lại lâu như vậy chứ? Có chuyện gì không? Không có. Vậy thì về đi. Đi về đi nhanh lên. Về đi. Đi thay đồ. Không phải em nói với chị rồi sao? Cô thay y phục sao lại không mở cửa? Được rồi, em sai rồi. Chị đừng gào nữa. Em đau đầu lắm. Sao vậy? Không sao Chính Vũ. Sao hả? Cậu còn để làm gì? Chuyện Lan Thanh Nhi tiểu thư là chuyện của tôi. Vệ sĩ như cậu thật vô tính. Cậu quản không phải quá rộng rồi hay sao? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn xúc phạm tôi sao? Được rồi, làm việc nào. Chụp tiếp đi. Chính Vũ, cầm giúp tôi đi. Sau khi chúng tôi bảo vệ Lan Thanh Nhi, không hề thấy có gì bất thường. Có phải là tên biến thái đó rút lui rồi không? Hiện giờ chúng ta không hề có mục đích của đối phương, nên là không thể xem nhẹ. Mục đích của không rõ ràng hay là mục đích của anh không rõ ràng? Cô có ý gì? Ý tôi là không biết có phải là người bị mê hoặc bởi Lan Thanh Nhi hay không. Đừng nói rằng chúng tôi chỉ là bạn bè. Xin chào. Cái
gì? Bạn trai bị bắt cóc. Thanh Nhi, Chính Vũ, giúp tôi nghĩ cách với. Đừng hoảng sợ. Chuyện có gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi có một người gửi đến một cái USB, là một đoạn video. Trong tòa nhà này không có camera, không điều tra được là ai. Chính Vũ, xin lỗi cậu. Trước đây tôi không nói với cậu là tôi có bạn trai, vì tôi không biết là phải nói với cậu như thế nào. Được rồi, xem video trước đã. Thực ra tôi và Ngô Minh đã bí mật hẹn hò hơn một năm rồi. Chỉ là chuyện này chưa ai biết. Vì nếu công ty kinh doanh của tôi biết về chuyện tình cảm của tôi, vậy thì xong rồi. Tôi xem phương tiện truyền thông phát hiện ra, có lẽ cũng không có gì đâu. Anh chàng đó có tiền có thể giúp cô trả những chi phí. Ngô Minh 48 tuổi, chủ tịch tập đoàn Thành Tuyền, âm điệu thấp, rất ít khi công khai hoạt động cá nhân. Thành viên gia đình không xác nhận, lịch sử hôn nhân không xác định, tìm cả nửa ngày, quá ra cô vẫn là một ẩn số. Làm gì vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy biến mất, công ty một chút phản ứng cũng không. Vì anh ấy dành nhiều thời gian cho tôi, nên tạm thời về sớm. Người ở công ty anh ấy vẫn chưa biết. Trước đây luôn có người theo dõi cậu, rất có thể đã biết sự tồn tại của Ngô Minh. Nhưng bọn họ bắt cóc Ngô Minh để làm gì? Với lại video này rất ngắn, không hề nhắc tới yêu cầu gì. Nếu xác định được anh ta thực sự bị bắt cóc, vậy chuyện này chúng ta nhất định phải bàn giao cho cảnh sát. Đừng báo cảnh sát mà. Chính Vũ, đừng báo cảnh sát. Tại sao? Bởi vì quan hệ chúng tôi không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là bắt cóc thì chuyện này đã thuộc về vấn đề mạng sống con người. Cô không cảm thấy lúc này cô vẫn lo lắng cho con đường minh tinh của mình hơn sao? Có ích kỷ quá không? Lâm Quang Huynh, Chính Vũ, tôi cầu xin cậu giúp tôi có được không? Tôi không muốn mất anh ấy. Tôi cũng không thể mất anh ấy. Tôi xin cậu giúp tôi có được không? Tôi cầu xin cậu đấy, Chính Vũ. Xin cậu. Được. Cảm ơn cậu. Thật kỳ lạ. Tôi nghe người ở tập đoàn Thanh Tuyền nói mọi thứ bên đó đều ổn hết. Cũng cho biết buổi trưa Ngô Minh nhận trả lời email cho công ty. Thông tin đoạn video tôi với Quang Hình đã xác nhận rồi. Nó được ghi lại khoảng 10 giờ sáng. Nguyên đại mã không thể có vấn đề được. Với lại Lan Tinh Nhi nói thông tin chuyến bay cũng đúng. Ngô Minh nằm trong danh sách này đã tới lúc 1 giờ sáng. Lẽ nào đối phương có nội gián công ty Thanh Tuyền sao? Càng có thể không cần tốn nhiều công sức. Hiện giờ là năm nào rồi, chỉ cần lấy điện thoại của Ngô Minh gửi thông tin là được rồi. Như vậy đi, xem lại một lần nữa. Bởi vì không gian hạn chế nên là không thấy được ánh sáng lọt vào. Vậy từ âm thanh đó thử xem. Dừng. Phóng to. Có người đang hát. Âm vang này. KTV. Điều tra tình trạng giao thông sáng nay đi. Xem có nhà KTV đó là có thể có đoạn thời gian này rồi. Hoàn thành video bắt cóc, có thể khoanh vùng phạm vi gửi video. Đã tính toán. Tìm ra rồi. Tổng cộng có 5 tòa nhà, 2 trong số đó là hợp đêm. Có nhà riêng không? Có thể dễ dàng tránh tai mắt của mọi người hơn. Vậy chính là nhà này. Câu lạc bộ đêm. Câu lạc bộ đêm. Được, đi, đợi đã. Hiện giờ ta xác định được Ngô Minh bị bắt cóc. Anh có chắc là phải làm theo ý kiến của Lan Thanh Nhi không? Không đi báo cảnh sát sao? Cô ấy có nỗi khổ của mình, nên là chúng ta phải cảm thông. Ít nhất cũng biết vị trí của Ngô Minh rồi.
danh tính của đối phương, báo cảnh sát làm gì nữa chứ? Nếu không... Tôi nộp đơn xin rời đội. Chị Hinh, sao chị lại rời đội vậy? Vì anh đã xác định được rồi, Lan Thanh Nhi là khách hàng của chúng ta. Nhưng mà trong quy tắc, quy định ở công ty chúng ta, vệ sĩ cũng có quyền sàng lọc khách hàng. Trong mắt của tôi, những vụ bê bối của Lan Thanh Nhi vẫn tiếp tục. Hiện tại lại còn mọc ra cả một bạn trai. Căn bản cô ấy không đáng tin. Tôi không muốn bảo vệ loại người này. Đương nhiên là anh cũng biết. Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của anh, không đi bảo vệ cô ta. Cho nên, chỉ cần tôi tự chọn rút lui khỏi đội. Quang Hinh, được, tôi phê chuẩn. Anh không hỏi tôi tại sao để làm như vậy à? Cô nói rồi đấy thôi. Tôi sẽ không bị cô thuyết phục. Nên là lý do đó tôi không muốn nghe. Còn nữa, các người các cô, ai không muốn tham gia nhiệm vụ lần này, hoàn toàn có thể. Nói với tôi, công việc bảo vệ rất đặc biệt, nhiều khả năng gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không ép buộc ai cả. Nhạc Chính Dũng, anh thế này là vì bản thân cảm xúc nhất thời, lạm dụng quyền lực hết lần này tới lần khác. Căn bản không giống người điều hành quốc uy. Tôi làm như thế nào? Không cần cô dạy. Vì hiện giờ cô rời nhóm rồi, chuyện sau này không cần nghe nữa. Đi đi. Anh. Chính Vũ, có nhất thiết phải thế không? Cô ấy rất nóng tính, lẽ ra sớm phải nghiêm khắc hơn một chút rồi. Tôi còn lạ gì cô ấy? Từ khi bắt đầu đã có ý kiến với Lan Thanh Nhi, căn bản là do thân dùng ý chí vào công việc. Thật ra em cũng cảm thấy chị Hinh có chút ý kiến với Lan Thanh Nhi, cũng giống như lúc em vừa mới tới thôi. Bức ảnh này người đàn ông đằng sau Lan Thanh Nhi là ai? Đây có thể là bí mật của công ty chúng tôi. Sao tôi phải nói cô biết chứ? Nghe nói công ty các cô muốn săn trộm minh tinh Shin Go-ryeon. Tôi với anh ta cũng có chút giao lưu. Anh ấy đăng ký hợp đồng với công ty kinh doanh mới, sắp hết hạn rồi. Nếu mà có thể ký công ty của cô thì chuyện này tôi sẽ làm cho. Còn chuyện của tôi sẽ phải nhờ cô rồi. Đi đâu? Đại ca, tôi muốn đi vệ sinh. Trong này không có nhà vệ sinh. Đi, tôi gấp lắm rồi, không được rồi. Trong này không có nhà vệ sinh. Đợi đã. Tôi buộc dây giày đã. Ừ.
Ngô Minh được chuyển đi rồi. Rút lui. Lui. Không được đi. Đừng chạy, đừng chạy. Sao có thể chứ? Con tin này sẽ được chuyển đi. Lỗ hổng ở đâu ta? Bọn họ hoạt động rất giống xã hội đen, nhưng mà tôi cảm thấy căn bản không phải. Điều này rất lạ. Vậy bây giờ phải làm sao, anh Chính Vũ? Như vậy đi, đi tới nhà của Lan Thanh Nhi, xem là cô ấy có thể đưa ra manh mối nào không. Chính Vũ, cậu ở đâu vậy? Tôi đang trên đường tới nhà cậu. Cậu đừng tới, tôi đang ở công ty. Cậu quay lại nhanh lên đi. Thanh Nhi. Thanh Nhi. Chính Vũ. Chính Vũ phải làm sao đây? Chính Vũ, không sao. Đừng sợ, sao thế? Có người gửi đồ tới. Phải làm sao đây Chính Vũ? Không sao, được rồi. Cứ mở ra xem đi. Thứ gì đấy? Là nhẫn của Ngô Minh. Đó là nhẫn của Ngô Minh. Chính Vũ. Siro thôi, dùng làm máy cho đoàn phim. Nó chắc chắn là nhẫn của Ngô Minh rồi. Tôi không nhìn nhầm đâu. Chúng ta hãy ngồi xuống trước đã, được không? Là nhẫn của anh ấy. Được rồi, được rồi. Anh bảo vệ, ví tiền của tôi mất rồi. Có rất nhiều thứ quan trọng trong đó. Hôm đó có một người đàn ông lén lén lút lút theo dõi tôi. Tôi nghĩ anh ta chính là kẻ trộm. Anh có thể giúp tôi xem camera giám sát được không? Chuyện xảy ra lúc nào? Khoảng 2 ngày trước. Có vẻ như là 3-4 giờ chiều. Giúp em với Tiểu Lý mở camera 2 ngày trước cho cô ấy xem đi. Đây à? Chính là hắn ta. Anh bảo vệ, anh có thể tạo cho em một bản sao được không? Em muốn dùng để báo cảnh sát. Làm phiền anh đi mà. Được rồi. Tiểu Lý, giúp cô ấy tạo bản sao đi. Được. Lan Thanh Nhi. Liệu có phải kẻ bắt cóc không? Bắt máy đi. Alo, nhận được đồ chưa? Là ai vậy? Các người muốn gì? Tôi là ai? Cô quên rồi sao? Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Tôi xin anh, anh hãy thả Ngô Minh ra. Muốn tôi làm gì, anh nói đi. Tôi cầu xin anh, nếu cô không hợp tác với bọn tôi, ngày mai cô sẽ không còn gặp được Ngô Minh nữa đâu. Hơn nữa, tôi cảnh cáo cô, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Ra ra rồi, chính là ở đường ra khỏi thành phố. Nhưng mục tiêu đang di chuyển, bọn họ đang ở trên xe. Rốt cuộc là ai? Thanh Nhi, tôi phân tích cho cậu nhé. Vừa rồi lời của đối phương chứng minh đó là người mà cậu đã gặp trước đây. Với lại anh ta đã đưa ra yêu cầu với cậu. Cậu nhớ lại xem, xem có bỏ sót manh mối nào không. Yêu cầu. Để nào là bằng họ? Ai? Khoảng chừng một tháng trước, có một nhóm người xưng là công ty điện ảnh và truyền hình Hồng Kông đến tìm quay phim tôi. Kết quả tôi đi rồi, phát hiện bọn họ thực sự trắng trợn. Tôi đã từ chối bọn họ rồi, nhưng bọn họ vẫn quấy rầy tôi. Nó không thể nghĩ cách khiến tôi chấp nhận. Cậu có nhớ là công ty nào không?
Tôi nhớ chứ. Lúc phỏng vấn là ở một studio ở ngoài ô phía đông. Chính Vũ, điện thoại. Giúp tôi xem ai giới. Loan Quang Hinh. Không nghe. Là chị Hinh. Không cần trả lời, tắt máy đi. Chị có thể có chuyện gấp. Tôi nói là không cần trả lời, tắt máy đi. Là Quang Hinh, đóng đi. Đúng là bực chết mình rồi. Tên đảng ngốc nhà Chính Vũ này, bản thân bị lừa mà vẫn còn đi giúp người nữa. Chính Vũ, phía trước tới rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thình Nhi, một lúc nữa chúng tôi vào trong trinh sát. Cậu đợi ngoài cửa nhé. Đừng đi lung tung. Chị bác, anh Chính Vũ. Huynh đệ, lần này về, chúng ta phát hiện ra bằng nhóm đó có thể là người tiệm kim cương của Dương Lão Ngũ. Ai nói không phải, làm xong chuyện, lão tự sẽ cao chạy xa bay. Đi đi, nhanh lên, kiếm cái gì ăn trước đã. Đi. Cảnh sát Dương, tôi là Lâm Quang Hinh của công ty bảo vệ quốc quy. Người thực sự ở đây này. Mở ra. Thanh Nhi, Thanh Nhi, đừng làm hại cô ấy, thả cô ấy ra, đứng yên. Hôm nay không có hứng thú đánh nhau với các người đâu. Người chúng ta muốn phải có được trong tay rồi. Quả nhiên bọn họ đều là Thanh Nhi tới. Có chuyện gì, từ từ rồi nói.
Chính Vũ, Chính Vũ. Không được cử động, không được cử động, lùi lại. Nếu không, tôi giết cô ta. Cảm ơn. Thanh Nhi, em không sao chứ? Không sao rồi, không sao rồi. Sợ chết em rồi. Không sao rồi. Nào, xem vết thương của em thế nào. Không sao, đừng sợ. Đừng sợ. Được rồi, đừng sợ. Cảm ơn. Các vấn đề pháp lý người ở công ty tôi sẽ giải quyết. Các cậu đừng lo lắng. Các cậu đều là ân nhân cứu mạng của tôi, sẽ không làm khó các cậu. Thanh Nhi là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy. Nhất định. Chính Vũ, cảm ơn cậu. Cũng cảm ơn các cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì cứu cô. Ngô Minh, đi thôi. Đi nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Được rồi, đi thôi. Nhân viên cửa hàng qua này còn nhớ rõ, hôm đó Lam Thanh Nhi đi tới cửa hàng của họ mua qua, còn nhờ họ đặt ảnh mà mình tự chuẩn bị vào phong thư nữa, rồi nhét vào qua. Cộng với cảnh quay video khách sạn mà anh vừa xem, đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Cái gọi là phanh cuồng rình rập hoàn toàn chính là lời của Lam Thanh Nhi tự nói ra. Chuyện này không thể nào. Chính Vũ, thực ra người có ý kiến với Lam Thanh Nhi không phải tôi, mà là anh. Anh tin tưởng cô ấy vô hạn vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, rồi tự mình bịt mắt mình. Nhưng chuyện Lam Thanh Nhi bị chuyện người hâm mộ, đối với cô ấy có lợi gì chứ? Đây cũng chính là điểm nghĩ rất lâu. Lời giải thích hợp lý chính là thử xem. Thử, bởi vì cô ấy không biết thái độ của anh với cô ấy rốt cuộc là như thế nào. Nếu như anh lạnh nhạt với cô ấy, không bị cắn câu, vậy tính toán sau này của cô ấy cũng không thể nào hoàn thành. Tính toán sau này, tôi nghi ngờ toàn bộ quá trình của Ngô Minh bị bắt cóc cũng chính cô ấy sắp xếp. Cô nói như vậy thật là quá đáng rồi. Tôi sẽ cung cấp chứng cứ cho anh. Anh chờ đấy. Thanh Nhi, tôi yêu cô. Thanh Nhi, tôi yêu cô. Trước đây, vì vấn đề công việc nên đã giống mọi người. Chuyện Ngô Minh và tôi đã đính hôn rồi. Đây, Nhạc Chính Vũ, anh cần chứng cứ đúng không? Đây chính là bằng chứng mạnh muốn. Yêu nhau thật lòng. Tai nạn đó đã khiến chúng tôi nhận ra chúng tôi thực sự cần nhau, nên là hôm nay chúng tôi quyết định công khai mối quan hệ của mình, cũng hy vọng nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Cảm ơn. Tôi nghe nói sau khi mà cô kết hôn sẽ cùng chia với chồng 43% cổ phần ở tập đoàn Thanh Tuyền, có phải vậy không? Không có thỏa thuận tiền hôn nhân, chuyện này có thật không? Vì vợ của tôi xứng đáng, cũng là lời hứa của tôi đối với hôn nhân của chúng tôi. Giữa vợ và chồng sẽ có sự tin tưởng chân thành nhất. Cảm ơn. Một trò hề là có thể kết hôn với gia đình giàu có. Chúng ta chẳng là gì ngoài là bàn đạp cho cô ấy. Chính Vũ, anh chưa muốn đối diện với sự thật nữa sao?
Người này tôi điều tra rồi. Anh ta chính là em trai của Ngô Minh, Ngô Trung. Em trai của Ngô Minh, một nam một nữ, đi vào làm cái gì chứ? Anh quên rồi à? Tôi đã là bạn gái của anh trai anh rồi. Tôi nói với anh cả ngàn lần rồi, anh ấy chẳng qua chỉ là trêu đùa em thôi. Em với anh ấy không bằng với ta đâu. Đáng tiếc là cổ phiếu lại hơi ít. Đúng, đúng là ít hơn. Nhưng nuôi em vẫn là quá đủ. Chính Vũ, lý do tại sao tôi nghi ngờ Lan Kinh Nhi thì tôi đã thấy được cô ta giằng co với một người đàn ông lạ. Hiện tại bây giờ cuối cùng tôi cũng đã tìm hiểu rõ ra rồi, người đó chính là Ngô Tung, em trai của Ngô Minh, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thanh Tuyền. Tôi lo rằng tham dự của Lan Kinh Nhi không chỉ là kết hôn với Ngô Minh, cô ta vừa mới đăng ký kết hôn với Ngô Minh, Ngô Minh lập tức bị đá. Anh không nghĩ rằng tất cả chỉ là trùng hợp sao? Kế hoạch cho quý này, như mọi người đều không có ý kiến, và chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Về chủ tịch Ngô Minh, vấn đề trục xuất của hội đồng quản trị. Xin mời các quý cổ đông xem qua thông tin có trong tay. Đây chính là tổng quan 5 năm qua của chủ tịch Ngô Minh, bằng chứng nghi ngờ có liên quan tới thao túng cổ phiếu. Ngô tổng chỉ là bị đưa đi hỗ trợ điều tra. Hiện giờ tính chuyện này có quá sớm hay không? Cô mới kết hôn được có vài ngày, giám đốc tham gia đầu tư thậm chí còn đề xuất trục xuất chồng. Điều này Ngô Minh là biết, chắc hẳn là cảm thấy ấn lạnh. Cô thật sự khiến tôi cảm động, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Thanh Nhi làm như vậy hoàn toàn là vì lợi ích của tập đoàn Thanh Tuyền mới làm như vậy thôi. Tôi đồng ý với việc sa thải Ngô Minh ra khỏi hội đồng quản trị, bảo vệ danh tiếng của hội đồng. Thử hỏi lúc này còn cái gì có thể quan trọng hơn của hội đồng chứ? Tôi biết mọi người vẫn chưa có tin tôi. Tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Nhưng mà có một chuyện tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi với Ngô Minh là vợ chồng, cũng là tôi tuyệt đối không làm phá hoại gia đình, tổn hại tới lợi ích của tập đoàn đâu. Điều này hiển nhiên không hề có lợi đối với tôi, không phải sao? Bây giờ xin giơ tay biểu quyết việc bãi nhiệm chủ tịch Ngô Minh. Tôi nghĩ tốt hơn là trở lại công ty. Thình Nhi, tối nay chúng ta ở chỗ cũ gặp nhau nhé. Đang ở công ty. Thình Nhi, Chính Vũ,
Tôi muốn nói chuyện với cậu. Đi về phòng làm việc đi. Ngồi đi. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi hôm nay tới muốn hỏi cậu một chuyện. Chuyện Ngô Minh bị bắt cóc, từ đầu tới cuối có phải do cậu làm không? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói với tôi. Tất cả chuyện này đều là hiểu lầm. Chính Vũ à, là cậu nói cậu sẽ giúp tôi, nhưng tôi không phải nói là tôi sẽ giúp cậu tống tiền Ngô Minh. Tống tiền? Sao lại có thể là tống tiền chứ? Tôi đang nói là những thứ thuộc về tôi. Cậu vốn dĩ không phải loại người như vậy. Vị trí này quan trọng thế sao? Đương nhiên quan trọng. Nhạc Chính Dũng, tôi hiện tại là người như thế nào? Cậu hiểu hết được sao? Cậu suốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Cậu không cần biết. Biết càng nhiều càng thêm phiền não mà thôi. Cậu bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, cho tất cả mọi người biết về tôi. Thứ hai, giữ im lặng. Được, tôi sẽ giữ im lặng. Đó là vì tôi chưa có bằng chứng xác thực. Chính Dũng, cảm ơn cậu. Nếu có sau này, tôi vẫn hy vọng có thể làm bạn với cậu. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy cậu, tôi mới có thể nhớ tôi đã từng là ai. Tôi thừa nhận tôi thích cậu, nhưng cậu nhớ lấy, tôi sẽ dùng cách của tôi chứng minh là cậu sai rồi. Tới rồi à, chị bác. Thấy bộ dạng của anh Chính Dũng như vậy, thật sự muốn đấm với Lan Thinh Nhi này mấy phát. Đợi em đánh bại Ngô Minh, có thể đã ra ngoài được nửa tháng rồi. Anh ta nam nhi thực sự, không quan tâm sống chết của cô ấy mới lạ. Nhưng thời gian này anh ta lại không có động tĩnh gì cả. Gần đây giám đốc của tập đoàn Thanh Tuyền đã sẵn sàng đề xuất thay đổi chủ tịch khác rồi. Tôi đoán trong chuyện này chắc chắn là có chuyện của Ngô Minh. Anh ta dù gì cũng là người sáng lập, có thể sẽ trở về với hai bàn tay trắng. Giám đốc tập đoàn Thanh Tuyền Lan Thinh Nhi bị tai nạn ô tô trên đường hầm sáng nay, đã được khẩn trương đưa vào bệnh viện. Hiện giờ tình trạng chấn thương vẫn chưa được xác định. Nhận dạng sơ bộ của cảnh sát, xe mà Lan Thinh Nhi lái do hệ thống phanh bị lỗi. Không được, tôi phải tìm cô ấy. Chính Dũng, cô ấy căn bản không quan tâm anh. Anh đừng ngốc nữa. Tôi quan tâm. Bệnh nhân này đâu rồi? Cô ấy được chồng đưa đi rồi. Từ lúc nào?
Vừa mới thôi, vừa cãi cọ với bác sĩ chăm sóc của chúng tôi. Bệnh tình cô ấy sao rồi? Cô ấy bị thương nặng, có khả năng là có máu tụ trong não. Cảm ơn. Nhà Ngô Minh vốn dĩ không có ai. Người gác cửa tầng dưới nói anh ta tối qua vốn dĩ không về, càng không gặp Lan Tinh Nhi. Không chỉ cô ấy, tôi còn phát hiện Ngô Trung bắt đầu từ tuần trước đã không thấy có động tĩnh rồi. Hiển thị từ hồ sơ, anh ấy thực sự thích các trang mạng xã hội, thích người để nhắn tin, nhưng đột nhiên biến mất rồi. Hai người này cùng nhau biến mất. Lẽ nào anh ta với Lan Tinh Nhi ngoại tình rồi bị Ngô Minh phát hiện? Nếu chỉ là như vậy, Ngô Minh hoàn toàn có thể trực tiếp đệ đơn ly hôn, không cần phải hạ thủ với người em của mình. Hoàng Hinh, cô có kinh đặc biệt nào không? Có thể kiểm tra một chút việc thao túng cổ phiếu của Ngô Minh được phanh phui thế nào không? Tôi nghĩ cách. Chị bác, ngày mai chị hãy tới công ty điều tra một chút về nơi ở của Ngô Minh. Không vấn đề. Không được, tôi phải gặp lại tên Ngô Minh này. Chính Dũng, anh có nhất thiết phải đi cứu Lan Tinh Nhi không? Rốt cuộc là bạn học mà, tôi muốn cứu cô ấy. Vì loại phụ nữ như vậy có đáng không? Đáng. Tối như vậy mới ra ngoài sao? Cậu tới làm gì vậy? Bác sĩ nói Thanh Nhi được anh đưa đi rồi. Tôi muốn qua xem. Đã muộn rồi, cô ấy ngủ rồi. Anh muốn đi xa sao? Đi công tác. Thanh Nhi một mình, bệnh nhân nằm ở nhà. Cậu anh đi công tác. Tôi có chuyện gấp, cần đi công tác, không được sao? Tôi cảm thấy cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy. Tôi thấy anh mới có vấn đề đó. Chó đòi bắt chuột. Đi. Chính Dũng, hãy tỉnh lại đi, Chính Dũng à, hãy tỉnh lại đi mà, Chính Dũng. Chính Dũng, hãy tỉnh lại đi, còn hãy cố lên. Chính Dũng à. Sắp tới bệnh viện rồi. Chính Vũ, cô hãy cố lên. Đuổi kịp chưa? Lúc nào rồi mà còn đuổi gì chứ? Chính Vũ, anh thấy anh ngốc chưa? Anh để bản thân ra nông nỗi này. Tôi đã bảo các cô kiểm tra. Đã kiểm tra xong chưa? Thư ký thu chi của Ngô Minh chính là đang Tinh Nhi thu thập dữ liệu. Trong tay Tinh Nhi có thể có bằng chứng khác về Ngô Minh. Tôi cũng đã kiểm tra Ngô Trung rồi. Chính xác, anh ấy từ thứ tư tuần trước đã không thấy lên công ty rồi. Tiền công của sự hắn lợi chính là cái chết. Ngô Minh biết bản thân đã bị Lan Tinh Nhi lừa, còn bị em ra đâm sau lưng. Xem ra chuyện này thật sự bị dùng ép tới đường cùng rồi.
Anh ta bây giờ có thể làm bất cứ chuyện gì. Về công ty trước đã, giúp tôi tìm tất cả bất động sản của Ngô Minh, đặc biệt là nơi xa thành phố, cũng có thể là du thuyền hay gì đó, bờ biển. Ngô Minh có một con tàu mang tên của anh ta, trước đây được neo đậu tại bến tàu, đã không trở lại kể từ khi đi Hồng Kông vào cuối năm chục trước, thì rất có khả năng đó chính là nơi hắn ta đang cần thanh niên. Ba người các cô lập tức đi dò thám ngay. Anh, em sai rồi. Anh, em sai rồi. Anh, mày vẫn dám gọi tao là anh à? Trước khi cha chết đã để cho mày 13% cổ phần công ty, trắng tay rồi. Thậm chí hôm nay trả lại cho chủ sở hữu. Cô cười cái gì? Trả lại cho chủ sở hữu. Anh nên trả lại cho chủ sở hữu thì có. Là tôi. Ý cô là sao? Ý là gì? Năm đó nếu không phải cha anh thì nhà của tôi sẽ không phải phá sản. Tôi càng không ra bộ dạng như bây giờ. Mộ viên gạch của tập đoàn Thanh Tuyền này đều là mồ hôi xương máu của cha mẹ tôi. Không phải muốn trả cho chủ sở hữu sao? Tôi hiểu rồi. Quá xa trước đây cô đã cố gắng hết sức để đưa tôi vào chỗ chết, chính là vì trả thù, có phải không? Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Còn cô, Ngô Trung, em trai tốt của tôi, mày chính là một công cụ cho đàn bà sử dụng. Anh à, em sai rồi. Anh, ông chủ, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Dân sao đây? Đi. Nhảy xuống. Nhảy. Nào, đi. Nhảy xuống. Nhảy. Nào. Chia ra hành động. Rõ.
Đừng. Đừng. Đứng lại mau. Đứng lại. Anh. Anh. Đứng lại. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Thinh Nhi. Tỉnh rồi à? Uống chút nước nhé. Ngô Minh và đồng bọn của ông ta đã bị bắt rồi.
Mọi thứ cậu muốn đã đạt được rồi. Vì tiền cậu thấy có đáng không? Chỉ có người may mắn như cậu mới hỏi câu như vậy. Khi không có gì, còn cái gì đáng với không đáng nữa? Không có tiền, không có lựa chọn, chỉ có cuộc sống đau hơn cả cái chết. Cậu có biết tôi trải qua cuộc sống như thế nào không? Cậu đã bao giờ sống một ngày như thế chưa? Món nợ vĩnh viễn không thể trả được, vĩnh viễn không lo tốt được cho cha. Tôi căn bản không có lựa chọn. Chuyện này đều là những lời bào chữa của cậu. Thế giới này có biết bao nhiêu người quan tâm cậu, giúp đỡ cậu. Cậu nên biết. Nhưng tại sao cậu lại dùng cách này? Hiện trang trước mắt tôi, cậu có bao giờ nghĩ xem nhờ tôi giúp cứu Ngô Minh hay cậu trực tiếp qua nhờ giúp đỡ, từ đầu vốn dĩ đều là như nhau? Chính cậu là người làm hỏng mọi thứ. Cậu có biết không? Không phải tôi, là Ngô Minh, là cha của anh ta, là anh ta khiến nhà của tôi thảm hại tới như thế này. Nếu không có anh ta, tôi sẽ trở thành bộ dạng như thế này sao? Tôi chỉ muốn là những thứ thuộc về mình mà thôi. Là bọn họ không xứng, cậu biết không? Rồi sau đó thì sao? Anh ta bây giờ là tội phạm rồi. Mục đích của cậu đã đạt được rồi. Cậu nói với tôi, sau này thì sao đi? Sau này, sau này tôi là chủ tịch của tập đoàn Thành Tuyền, cổ đông lớn nhất. Tôi sẽ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới của tôi. Thình Nhi, sao mà cậu ngốc như vậy chứ? Ý của cậu là sao, Chính Dũng? Thình Nhi, tôi xin cậu, cậu đừng phiền nữa được không? Tại sao chúng ta rành rành sống một cuộc sống? Tại sao tôi hiện tại lại thành ra như thế này? Tại sao tôi lại nỗ lực như vậy? Tại sao ông trời không cho tôi bất cứ thứ gì? Tại sao tôi rốt cuộc sai ở đâu? Tôi đã làm gì sai chứ, Chính Dũng? Tôi làm sai điều gì? Gạt bỏ hết đi. Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn. Không đâu, tôi không đâu. Không. Thình Nhi, tôi xin cậu đấy, được không? Cậu cho bản thân mình một cơ hội có được không? Nghĩ về cha cậu có được không? Ông ấy rất cần cậu. Ông ấy biết sự thật, liệu ông ấy còn đủ dũng khí để sống hay không? Cậu nói tôi biết đi. Chị bác, chị đã xem tin tức chưa? Ngô Minh không phục bản án đầu và lại kháng cáo rồi. Xem rồi. May thay, Thình Nhi đã nghe theo lời của Chính Dũng, đã từ bỏ rồi. Thật ra, Lan Thình Nhi cũng không dễ dàng gì. Suy cho cùng, con người ta cũng có nỗi khổ của mình. Lâm Quang Hinh. Tặng cô. Tặng tôi. Cô không lấy thì thôi. Ai nói tôi không lấy chứ?